Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như chiến lược phát triển của tập đoàn. Cùng dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, Viettel đến nay đã trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tập đoàn đóng góp 195.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Hiện Viettel là thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, đứng số 1 tại Đông Nam Á, thứ 9 tại châu Á và nằm trong top 30 nhà mạng có giá trị lớn nhất thế giới với giá trị thương hiệu đạt 5,8 tỷ đô la Mỹ. Ở lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, Viettel đã làm chủ được các công cụ giám sát, quản lý và tác chiến trên không gian mạng để bảo vệ người dùng trên Internet, bảo vệ các hệ thống, bảo vệ chủ quyền số quốc gia. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những thành tựu mà Viettel đã đạt được trong thời gian qua. Ghi nhận, Viettel xứng đáng là niềm tự hào, niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Những kết quả đạt được của Viettel trong thời gian vừa qua đã khẳng định vai trò quan trọng của doanh nghiệp nhà nước. Tôi nhấn mạnh vai trò quan trọng của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và vì những cái thành tích xuất sắc đó mà Viettel đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đề nghị Viettel luôn ý thức trách nhiệm quan trọng của mình, nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Quốc hội đặt ra những yêu cầu đối với tập đoàn trong thời gian tới. Tôi cơ bản nhất trí với những cái định hướng chiến lược đến năm 2025 của tập đoàn Viettel. Mà tôi đề nghị là chúng ta có cái định hướng dài hơn một chút, chứ không phải là 5 năm, phải dài hơi hơn, có tầm chiến lược hơn, kể cả phát triển cái mạng viễn thông, kể cả cho cái công nghiệp quốc phòng và nhất là những cái sản phẩm công nghệ cao để phục vụ cho quốc phòng, bảo vệ tổ quốc. Tôi rất thích cái câu hồi nãy trên màn hình nói là vũ khí để bảo vệ hòa bình, chứ không phải vũ khí để gây chiến tranh, bảo vệ hòa bình. Khi chúng ta làm chủ được công nghệ, sản xuất được những cái vũ khí công nghệ cao là chúng ta đã bảo vệ hòa bình cho đất nước. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, Viettel cần tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về viễn thông của Việt Nam, có vị trí cao trong khu vực Đông Nam Á và nâng hạng ở châu Á, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, kiến tạo cuộc sống số và xã hội số tại Việt Nam, xây dựng Việt Nam có nền kinh tế số, quản trị đất nước xã hội bằng công nghệ số.